ba giá là con của bà Lai Sát. Bà Lai Sát Quan Âm ha, là của bà Củ Chi, người nữ là của nữ hoa bà Lai Sát, ha của Phật bà đủ hết trơn nè, ha của mẹ Diêu Trì nữa. Chứ ông nào cũng ông xã chú Nam, tôi nói chưa đâu nè, ông gồng trắng nè, ông gồng đen nè, ông gồng xanh, ông gồng đỏ, bốn khỏe. Còn ông gồng vàng chưa có ông nào mà bây giờ xin ông thùng gàng ngày kia tùm lum, chú coi trên ghe chú sợ dữ lắm. Các được thánh nhân quyền gì muốn gì chứ không ai nhúng ta vô mà được hết. Ngọc thạch cẩm thạch thì có hết trơn luôn, có luôn mà giờ cũng bằng đá không à, chưa có lộ được. Này chú ơi, cũng như là nghe nói á, là ở trong lòng núi Cấm là có những cái gì trong đó hả chú ba? Cái đó là chưa có cho chú nói. Cái đó cờ quá cả. Cờ chưa cho chú nói, chứ dạ. Chú có đi trọng rồi, còn dạ. Cấm không cho chú nói. Dạ. Chú nói thật. Dạ, có đi trọng rồi mà chưa không có không nói cho nói. À, bởi vì chừng nào thất sơn lộ vẻ, ngàn vàng báo thai nữa, giờ đó đó mình còn mình mới thấy mới được, chứ chưa cho dạ. Nói. Chỉ là chú ba cũng đã từng đi xuống đó rồi hả chú ba? Bây giờ nè, có nhiều phần nè, lại nói á, tôi nữa dựng cột hướng cờ này kia cái nọ giữ ba đầu sáu cái lời đó dạ. Trời Phật đến ngày trời Phật sắp đặt là bốn người dây bốn góc mới dựng lên thôi, chứ không khắc phạm nhúng tay được dạ. Đó đây cũng xin nói chú màu ngầu, nhiều cần... nhiều vị tiền bối nó là nửa sau này là những cái phần căn đó là để đỡ cột phước lên đó chú ba, không có ông nào nhúng tay vô được, bữa nay lỡ lộ luôn tới chừng nửa Đức Phật tổ không để thiên binh dặn chúng đi góc mà chuyện này dạ. Chứ không ông nào cái chấp phạm được cũng trời Phật, mà nói ông nào xin dám cái chấp phạm đúng dạ. Rồi nói với chú nói thiệt, bởi chú không muốn nói, giờ này chú mới dám nói cái đạn này kính dạ. Chú đi tới hết mà tại chú không muốn nói cũng trời Phật. Theo chú đi xuống trong lòng núi Cấm đó là chú thấy những cái gì nào hả, nhiều gì không có chú ơi? Nhiều lắm đủ mặt bá quan chứ hả chú? Đủ hết trơn nó, nhưng mà không cho nói, mà chỉ cái cột cờ đó nữa sao ổng mới nói đừng nói chân với cái gươm ba thước khó quá có gươm ba thước luôn kẻ gian ác bị gươm ba thước nên pháp tràng mới chỉ kẻ hung đồ, ông nào bây giờ cũng lại đây dành gươm ba thước này kia chú ngầu chú cười. Cái đó gươm ba thước ba thê nó xà sập đó dạ là cái gươm ba thước nào là theo cái gươm đó là sau này để tặng cho ai ha chú ba? Để tới chừng nữa đó là lực thiên nhiên quyền di ở trên gian tà hồn sát cũng tiêu, cây gươm ba trên dưới này cái hồn tiêu rồi cái sát gục là đi, chứ không ông là cầm được cái gươm đó đó. Mà cái đó cái gì nào lúc đó là để mà điều khiển cái gươm đó không chứ ba? Thì cũng có ai cũng là cũng cha chứ cũng ai vậy dạ của cha ha. Cha ca lệnh dạ. Đây nè nó thiệt chú nói luôn, quan công hầu á là mặt đỏ còn khiển bị ổng khiển sánh về trời bị vai đầu với chú nói thiệt mà người ta không tin chú dạ. Nếu không xử ổng với ông thái sư Văn Trọng là ở bốn bình thiên ổng ở ngoài chú xử bỏ luôn dạ. Nói thiệt chứ không phải chú thường, nó xử bằng có quyền duy đó là bình du duy hả chú? Bằng du duy chú bà nói mà ốc ác còn nói cũng thiệt chứ không phải chú thường đâu, điều tại sao đời không biết chú đâu. Nó đến khi nữa cột cờ dựng lên Đức Phật tổ để các được thánh nhân quyền duy muốn gì chứ không ai nhúng tay vô mà được hết. Thì thưa chú ba, trời mở cửa quỷ dương xuống thế, bây giờ quỷ dương có xuống thế chưa chú ba? Nó xuống nó từ lâu rồi mà bây giờ đã ổng từ ổng lộn ổng xử lần hết trơn à. Dạ. Ổng xử hết trơn bởi nó xưng cái này kêu bơi lớp, ổng xử lớp nhà nước mình đi tìm kiếm bắt đó. Phải xử ha chú ba. Phải xử. Quỷ của Phật bà mà xuống nó mượn lệnh bả, nó đâu làm y như bả. Dạ. Quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân này nó xuống cứu đâu. Chú ba cũng như lần thường ở trong lòng núi Cấm đó là có ba cái ghế đó là thật sự có không chú ba? Có luôn hả chú? Có mà. Cái ghế màu gì hả chú ba? Cũng bằng đá rồi mà chưa đâu, chưa lộ chứ là nữa, đá cũng được, vàng đá gì cũng có chứ, ngọc thạch cẩm thạch thì có hết trơn luôn. Có luôn mà giờ cũng bằng đá không à, chưa có lộ được. Chừng nào mà nó có cái chuyện gì đó nó lộ ra ngoài hả chú? Rồi sau này là mở hội Long Hoa ở đâu hết chú ba?
Thì bây giờ cái đó cũng thì cũng trong vòng 4 thẻ đó. Bốn thẻ mà chưa biết chỗ nào hay chú? Chưa biết chỗ nào, mình không phân biệt được. Chứ ông nào cũng ông xã chú Năm, tôi nói chưa đâu. Nè, ông gồng trắng nè, ông gồng đen nè, ông gồng xanh, ông gồng đỏ, bốn ông, bốn thẻ. Còn ông gồng vàng chưa có ông nào mà bây giờ xin ông trùng vàng ngày kia tùm lum chú coi chùm ria chú sợ dữ lắm. Ồ, bây giờ là mấy vị đó, xin gồng vàng, gồng trắng gì tùm lum chứ. Ờ, xin hết trơn á. Xin để làm gì chú ba? Thì xin mới xẹp. Dạ. Xin mới xẹp. Xin vòng vàng, vòng vàng như vui vòng vàng đó hả chú ba? Ờ, là trở lại là nhà hấn là Đức Vua Minh Dương. Đúng rồi. Bởi xin mới xẹp hết trơn đó. Sau đó mấy vị đó bị phạt không chú ba? Tiêu hồn luôn. Ừ. À, có thể là tiêu hồn tiêu xác luôn á. Tiêu hồn luôn, tiêu xác luôn. Cũng tội cho mấy người đó quá ha chú ba. Ờ, mượn lệnh. Mượn lệnh để trên á. Ờ. Mà những phần đó lúc trước rồi có phần thiên gì không chú ba? Mình dám mượn lệnh vậy? Đâu có, mình có biết đâu, bởi vì đạo cao một thước, quỷ ma nó cao hơn một trượng nè. Rồi bây giờ nó mượn lệnh mình nhìn đâu hết được. Đúng rồi. Bởi cái chuyện bây giờ nó khổ dữ lắm. Được. Mình nói thiệt thẳng tâm rồi, mình người thiệt không có dám nói một cái gì của mình hết á. Chừng nào muốn mắt thấy ta gờ đụng mình mới nói được. À, mà cũng có nhiều phần căn là như lúc thời gian này là xưng là phần căn này, một thời gian sau cái nói là người khác tái vào nữa, là thật sự là không biết sao chú ba. Nhiều sau nhiều cái phần căn mà tái vào dữ. Chú đây chấp lên nha, các tuổi từ 17, 18 với 12, 13 tuổi trở về một tủ đó dữ lắm nha. Nha. Tủ lớn giờ mình phải chỉnh cho coi. Bởi vì cho tôi biết cái điều nhiễm phàm bây giờ mà trở lại cái chủ trẻ không, khi ông già ông lục cái chủ trẻ thơ này lại không nha chú. Bởi một đứa em nhỏ nói tiếng nói phải, mình nên quý trọng nó, đừng khinh nó. Nha. Như giờ là mấy người lớn tuổi giờ những cái phần điển ở trên là không có tá vào nhiều hả chú ạ? Không có tá đâu, mượn lệnh nói. Mượn lệnh không ha? À. Còn chú ba thì chắc nguyên thằng hay gì bả, không có mượn lệnh được nè chú ba. Không có mượn lệnh của chú có gì thì ra cái nấy ha. Bởi vì từ hồi xưa tới giờ, hồi chú chưa có gia đình tới bây giờ là chú nói thiệt. À, thưa chú ba, gì có được nhận lệnh đi làm việc ở đây ở đó không chú ba? Đi bằng cái du di. Chứ không có đi hữu hình ha? Ờ, à, cái hữu hình đi thì đặt thí dụ gần gần thì ngày vía ngày lễ. Mà chú nói gần đem lên, chú mắt chú mờ lắm. Ông nào muốn đi thì có xe chở chú đi thì chở chú về, chứ chú không có cầm xe chú chạy được đâu. Mà theo chú ba có được nhận lệnh đi chỗ này chỗ kia cho trình lễ không chú ba? Như nước này nước kia, hoặc là đi Hà Nội, hoặc là đi có đi đủ chân rồi giờ. Đi Quế rồi đó chú. Có đủ chân. Có đủ chân luôn. À. Mà theo cái đó là trong cung đình Quế là cái quyền gì như thế nào hả chú ba? Cũng bây giờ thì chú nói về cái quyền gì của ngoại thì của bác và đảng. Mà ở ngoại đấy thì cái Hồ Hoàng Kiếm, còn đất nước Việt Nam mình cái bún bình thiên, thì đâu có phần đó cái Hồ Hoàng Kiếm đó nữa, ngày sau ngoại thì bún bình thiên ở đây nữa, ngày sau ở đây. Đó. Thì bây giờ ở ngoại như vậy đó, những thành biển rồi đó. Dạ, cũng như cái cung đình Quế đó là vua Gia Long và là hoàng hậu ở nằm giờ ở đó đó chú ba. Nằm ở đó mà ông Gia Long hồi đó về đây ông ra ông cũng làm đây nữa, rồi sau mới cút trở về ngoại mới lên đầu tiên tế chỗ nền vua Gia Long trên ông nữa. Ông cũng nhiều chỗ lắm. À, bây giờ mình nói cái chuyện đó không có được. Chưa được lộ cái gì chú ba? Chưa được lộ. Ông hồi đó ông về đây là ông đụng chạm Nguyễn Huệ, mà Nguyễn Huệ tâm có Huệ mới biết ông là không cho để đụng chạm, là ông Nguyễn Huệ mới trình ông rút quân đi về trên thẳng núi Tà Lơn trển. Nó chỗ ông Nguyễn Huệ bây giờ qua bên núi lớn là Gò Vuông, dứt một cây số vuông chỗ đó tới giờ này không còn một con, không có một con mũi con đĩa, là ông trinh hồi đó ông nằm đó đó, ông dắt về trển là để cho Gia Long về đây phục hận Nguyễn Huệ không được, chứ mới trở về đầu nền thiên tế thì ông chờ ngày phục hận, mới xin ông cấm một hai cái lưỡi gom xuống có nước đặng mà để phục hậu Nguyễn Huệ, mà đâu có được. Bởi cho nên đó rồi đó là ổng mới trở về đó, sao ổng mới trở về ngoại đó. Dạ. Đó sự tích nhiều lắm, mình biết không có nổi đâu. Cũng như là công chúa Liễu Hạnh này là như thế nào của vua Gia Long hả chú? Thì cũng con có ổng. Con thứ mấy hả chú? Mình không biết được, bị nhiều quá đi. Hầu kể ra mà cho lịch sử chứ 40 mấy ông vua đời vua lận, gần 50 ông lận, mình biết không có nổ được.
Vua Di Long này cũng nhiều vị công chúa xuất thế lắm ha. À, nhiều lắm. Mà bên lính triệu thần của ông cũng nhiều nhiều lắm. Long là rồng mà, thì ông cũng là một bị bực giới dương. Còn cái kia ông Nguyễn Huệ đó thì tên Nguyễn Huệ là tâm có huệ, bởi ông biết trước bởi ông Gia Long phục hằng không được, bởi tới giờ phải còn hoài đó. Ừ. Cũng như cha mẹ là chọn là những người làm vua là những người cái chân long linh á gì hả, là chú hay là những người long vương có cái thần lực mà bên chân linh của long tộc để làm vua sau này hả gì chú? À, nó cũng bên long là long là rồng. À, là như cha mẹ là tuyển những cái người mà có cái long tộc là để làm nhiệm vụ sau này ha. À. Mà theo cha mẹ đó là tuyển được chưa hả chú ba? Thì bây giờ do nơi cha mẹ cầm bộ sổ tuyển, chứ bây giờ tuyển vô hậu rồi mới tuyển thanh lọc ra nữa. Mình bây giờ nắm cái chuyện đó mình đâu có biết hết được. Dạ, cái cơ đâu có cơ biết được hay chú. Chỉ là cha là chỉ sàng lọc lúc này là để kiếm người nào mà để làm việc sau này ha. Ừ. Long tộc sau này rất là quyền lực không chú ba? Phải quyền lực chứ. Nó là qua cái ngày sau này đó, trên ông nói xuống một tiếng nói một, phải trên thận dưới hòa, còn ở dưới nó lên cũng là thận hòa, chứ không có phải như bây giờ đó. Quyền lực dữ lắm. Cái long tộc này là lo bảo vệ là long tộc. Nếu mà long tộc này có dính dắt gì với núi với nước nước biển, nếu mà nước biển mà nó có chuyện gì mà tràn lên á thì rất là khó. Mà còn ở trên thiên á, những chân linh thiên á thì nó như là dòng bão thôi. Là mình có thể mình núp mà vô trong hang kia nọ được hả chú? Được, chẳng còn chống sót mà đó. Nếu mà nước mà lên rồi là không bao giờ chống sót được hết. Bởi cho nên bây giờ đó chú cũng không có dám nói gì. Nếu ở trên đặt sử dụng một ông chính phủ, ông ban lệnh chú, thì một tâm một ý một làm cho đất nước của mình nó có cái này cái kia. Ngặt bây giờ ở trên nó ban lệnh cho một, ở dưới đó đâu có y như một ổng đâu. Nó qua tới ngày sau đó, ở trên đi xuống một tiếng nói một phải nghe theo gân gắt, mà ở dưới cái gì bàn lên một cái một nghịch giờ rồi không có được. Phải một tâm một ý mới được, mới dựng bờ cõi đất nước mới được, cho bây giờ đó thấy như bây giờ như vậy. Khó dữ. Như bây giờ là trên thiên đều xuống dưới trần hết rồi. Sao mà nhiều người là ẩn không xuất hiện lên trên cộng đồng được, cho mọi người được biết ha chú? Bởi vì thiên cơ bắt khởi lộ, nếu lộ ra quá đó thì không có được. Rồi bởi vì đạo công trước, nếu mình lộ ra có lắm khi cái người sơ hở này nè không ở trong sát được nè, thì nó á gì nó mượn vô, nó cũng giỏi lắm. Mượn vô để nó làm chuyện chuyện là bậy bạ. Ở già 70-80 tuổi gặp con ra nít 12-13 tuổi còn hãm hiếp giam giục ăn tư mấy chục năm nữa, còn nhà nước nhốt đó là bởi vì cái tâm mình chưa có vững. Sợ cái tà đạo nó nhập vô trong xác mình hả chú? Nhập vô xác á. Tà rất mạnh hả chú? Tà mạnh. Mà mình nó hả, mình nghĩ rằng nó gần ăn tư 10 năm, mười mấy năm, 20 năm chưa thắng tà. Nhưng mà ông nói á, tu trai cũng là tu mặn cũng là tu. Tu trai thì ghét tu mặn ghét tu trai. Hai cái tu chẳng có được, là có tâm ngay thẳng, mình giữ ăn lành ở hiền, lấy cái gì chữ chung mình nói có một. Chữ nhẫn mình dễ đầu tiên mình không quấy. Bởi cho nên nó muốn dùng cái lực mà nó hại mình, nó là tới mình nó phải thử thách, nó đe dọa, nó nạt nộ mình. Mà nếu mình không để cái chữ nhẫn đó, thì nó xét lại làm mình được. Mày tưởng đâu mày biết được, mày để cái chữ nhẫn thì tao nó hạ mình, tao sợ mày, còn mày cũng như tao, tao như mày rồi đó. Bởi cái chữ nhẫn phải đứng đầu. Thí dụ bởi gặp cho lâm tai nạn cỡ nào, mình phải để cái chữ nhẫn hòa đồng, mình hạ mình với nó. Mình phải lòn trôn nó mới sợ mình. Cũng như là chân linh của điển con của mẹ là tắc nương hay gì chú? Con của mẹ là bảy nàng công chúa là kêu tắc nương hết công chúa? Tắc gì nương nương. Tắc gì nương nương, đều xuống tới hết. Mà nhưng những cái phần mà nó hơi tà tà vậy đó, sao nó phái cái công chúa đó quá vậy? Thì bởi vì ai thấy sắc đẹp cũng phải ham muốn. Mà mình được như vậy, mình phải lấy được cái chánh, mình phải hạ mình với nó. Nó là tới nó phải khiêu móc chọc ghẹo rồi. Đời cao tiếng thấp rồi. Thì mình hạ mình nhận.
với nó là mình lấy cái hạ mình này nó ngồi nó xác tỉnh nó tại sao người này về mình chọc không trả lời đi lời lợi thôi mình nói thì người ta không trả lời nó mới sợ mình cái chỗ đó. Ừ. Nó mới sợ mình chỗ đó. Cũng như là một vị nè, vị công chúa mà con của mẹ mẫu ở trên xuống đây không có biết được gì, chỉ biết cái chân linh thôi. À. Mà những cái người kia có khi nào mà dụ được nàng công chúa đó không ha? Nếu nàng công chúa đó mà không được thì cái tâm dụ vẫn được. Dụ vẫn được. Bởi cho nên phải học. Phải học. Chứ đừng nói ỷ ta là công chúa. Công gì trừng xử làm ra xử chứ. Mình cũng phải tu tập như thế nào. Tu tập mình phải lấy chữ nhẫn chữ hòa hết trơn. Rồi có lắm khi xuống mượn lệnh nó là ta không mà bị trá. Yeah. Bị trá hết trơn. Nhưng mà những cái phần căn đó mà theo bên chánh thì vẫn là chánh. Theo bên tà cũng vẫn là tà. Vẫn là tà. Bởi cho nên ta kia không ưa chú là cái chỗ này. Người ta biết giúp thế độ bệnh 5 năm 3 năm ta hoại hết. Còn tại sao chú như vậy? Nấu chú nói vấn đề cái miếng ăn thôi. Miếng ăn là miếng tồn tàn nhất thôi. Nấu đi lại nhà giờ làm bệnh người ta thôi. Giờ vấn đề dọn ra ăn uống. Mình đã cầm lực trên của quyền người ta. Người ta cúng cái gì dọn mình mờ mình ăn. Một hai lần nó còn đỡ. Còn nhiều lần quá tưởng đâu mày sao. Mày cầm lực mà lại cúng cô ở đây mày cũng ăn. Thì mày cũng như tao tao cũng như mày. Ai sợ ai. Còn chú không có. Vị trên vị nghĩa lắm là chú uống một cốc nước trà hả chú. Vợ lỡ một bánh chú ăn là gầu chú là chú về nhà chú ăn. Nó nổi cái vấn đề miếng ăn thôi đó. Chú ba cũng như là con của mẹ mẫu đi xuống với chàng này mà chưa có được mở căn đó. Mà những người đó chưa biết đó chú ba. Chú ba có thể là mở căn giùm hay là như thế nào. Chỉ cho cái thức cho những người đó mở căn hả chú ba. Thì bây giờ nếu con của mẫu mà xuống trần mà mở không có được mà cái xác chưa biết thực hành đó. Dạ không biết gì. Không biết gì đó thì mình phải dạy dỗ. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi. Rồi đạo nào của Phật của trời cũng bài nguyện bài cúng mình phải xả lấy cái tâm mình phải sám hối. Mình đó bây giờ xuống trần thì ở cõi thế này mấy ai bị khỏi lẩu. Mình ít nhiều cũng phải bị nhiễm phàm. Vì cái chỗ đó mình nhiễm phàm ấy mình phải trở lại sám hối. Tên họ của mình. Con tên gì họ gì ở cõi thế mai bị khỏi phạm lẩu lẩu rồi con phải sám hối tội căn. Rồi hứa cái gì làm y cái nấy rồi mình đi dính nằm ngầu niệm Phật. Rồi từ đó mình xả cho mình chú hồi đó cũng vậy chứ ai xả chú được. Dạ tự xả lấy mình ha. Tự xả lấy mình. Chứ cũng không phải cần mà để đem vô ông thầy bà thầy này để mở căn giùm ha chú. Bà nào dám mở căn của ai, nghiệp của ai nấy mang căn ai nấy hử. Ai dám mở, chỉ là đó mình biết mình phiên lên vậy thôi. Mình chỉ, đây nè chú chỉ ra về tới đây nè. Thì chú cũng chỉ đàng hoàng bệnh thì chú phiên chú rút lấy ra được. Còn cái căn thì nó cho tự mình. À, chứ không có ai mở căn ai được hết hả chú? À không ai mở căn ai được. Còn nói về cái ở ngốc ngáp là vị tà thần đó. Mà đó là ấn sắc á thì đó quyền của người ta. Nguyên chắc khẩu mà bị như là con này con kia mà nhập vô đó chú, đó là thằng hả hay là tiên thánh hay chú? Đó thì cái điều đó cũng tùy duyên. Có lắm khi mình cái tiền kiếp của mình cái căn mình nó trở lại cuộc, lắm khi mình hạp cái này cái kia đó mình nhẹ bóng dưới nó nhập vô không chừng nữa rồi. Nó nhập vô mượn lĩnh nó nói cái này cái kia nữa. Còn như chú nhìn chú thấy đâu chú không phiên chú nói ra đó. Thì chú cũng chỉ vấn đề về tu hành ra tại gia rồi tự mình ngồi niệm Phật cúng lại mình lấy tâm không mình trả cho mình mới được. Rồi mình phải sám hối cho cái củ quyền bậc tri hiền được trọng đức Phật tại gia đạo nào cũng phải bằng thờ củ quyền phải có bằng tứ phương rồi. Còn như chú thì ba ngâu. Này nhiều người xuống mượn lệnh rất là nhiều á chú ơi. Mượn lệnh dữ lắm. Chú ngồi chú nhìn chú thấy mà chú cười không à. Bởi vì đạo cao một thước quỷ ma nó cao hơn một trượng. Bàn môn tà phép tà thượng nó kêu trời giẫm đất cũng thời dạ găng lận chứ không phải nó thầm thường đâu. Mà mình nhìn được cái chánh đó mình mới trừ được nó.
cũng như ai muốn cần mà mở căn cho chính mình đó thì là tự cái tâm mình sửa hoặc là làm những cái chuyện gì đó là cho tự tâm mình đó nó phát huy lên hết chú ba. Tự tâm mình ăn ngay ở thẳng, mình lấy cái chữ nhẫn ăn hiền ở là tránh chuyện hung dữ ra, tự nhiên là cái mình mở ra. Mình cần... đổ mình không được Phật đâu có dắt dìu được, không cần phải lại tới bà thầy ông thầy nào hết hả chú ba? Khỏi. Nó khi nhầm người có căn bị kẹt là lại hỏi ông thầy này, hỏi bà thầy kia, rồi khi người ta nói cái này, người ta nói cái kia. Chú không tin cái đó. Chú đã giúp nhiều phần luôn. Mình sợ như cái này không biết bị gạt á. Bị gạt lừa đảo gì tiền không à. Nó thiệt. Đây nè, biết bao nhiêu phần nói chú và vì tiền người ta, chú không khi là chú nghèo. Chú ở nhà lầu, nhà tầng, chú nghèo vẫn nghèo. Nó thiệt. Nhà này cũng tiền cũng dễ cắt cho chú. Nói chung là những cái phần căn mà con mẹ mẫu thì đều xuống dưới thế này là rất là yếu. Khi bị thì bị tà, khi dụ dỗ gì nọ cái xả căn hay làm chuyện này chuyện kia, hoặc là đi giao cho phần căn đó đi đây đi đó đó chú ba. Rất là nhiều. Đặt thí dụ nhưng mà con của mẫu có phần căn xuống thì ở trên xuống mượn cái xác này, thì cái xác này hàng ngày có phải có biết cúng đại hay ngầu tỉnh không? Đâu có, rồi bị hành, bị phạt cái này kia, rồi nói có nhiều khi là tới đổ thừa tà ma quỷ, cái trị bệnh này kia trị được đâu. Đã chú ra nhìn thấy, đây nè, có nhiều ông là chú ngầu chú cừ, nói thằng này có 3 tuổi, bắt người ta, bắt có được hồi nào. Mấy ông biết một ngày của Phật, một năm dưới phàm, một 3 tuổi trên chim, mấy ông biết bao nhiêu ngàn năm dưới này chưa? Đúng rồi, rất là nhiều. Hả? Biết bao nhiêu ngàn năm nhà chưa mà ông bắt. Dạ. Mấy không lại người ta. Mấy ông phải chỉ cái xác này cho người ta. Và chú không có dám nói. Một ngày của Phật, một năm với phàm mà ta mượn xác chúng có 3 tuổi à, 2 tuổi thôi, 1 tuổi à. Biết nói chuyện là có thể ta mượn xác nó chứ không? Nó. Thì mình là... xuống đây mình phải nhìn lại một cái phần hồn thiên chúng ta nè. Tuy nó 1 tuổi mình là 1 tuổi 1000 năm trên có thiên rồi. Còn 2 tuổi là 2000 năm, là 3 tuổi 3000 năm, rồi nhắm mình đây cái tuổi mình được bao nhiêu tuổi. Bởi nhìn cái chỗ đó không được, nó khổ chứ. Nó chú cự nhiều ta xài pháp, trời ơi hại chú dữ lắm. Tôi nói cho mà không biết. Mà ông đáng biết, mà ông đáng làm, còn không biết mà ông nghĩ, dạt. Bây giờ chú cự là mấy ông thầy pháp vậy, rồi lỡ gì có bánh vui gì chú làm sao? Quýnh đâu có ăn thua gì chú. Thôi chú còn dữ hơn mấy thầy pháp nữa hả? Trời ơi chú nắm đầu hết trơn mà. Còn mấy những bà cố bà quýnh ngủ lâu thằng gãy ngang cái này thì thở à. Khiên quạt 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 gầu vô chút xuống đi. Rồi nghe nói là giờ chú cũng có bổ bối gì đó chú. Chắc là mạnh đó chú. Nó hỏi bây giờ đặt thí dụ mà ông nhìn thấy nè, hỏi chê thằng này, thằng nhóc nhỏ, thằng nhóc kia. Người ta 3 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi. Cái tuổi của mấy ông được bao nhiêu tuổi? Chú giải thích. 1 tuổi ở trên có chim mấy ông biết bao nhiêu ngàn năm, mà 1000 năm như này. 2 tuổi, 2000 năm, 3 tuổi, 3000 năm, mới thấy tàn ba giá này con của bà nào, ông nào trên nó không biết không? Hả? Nhưng mà xuống ta chuyển xây cái xác này thì mấy ông cũng phải chỉ ba giá hả chú ba? Ba giá. Ba giá là con của bà lai xác. Bà lai xác Quan Âm hả, là của bà Cũ Chi người nữ, là của nữ hoa. Bà lai xác. Hai của Phật bà đủ hết trơn. Hai của mẹ Diêu Trì nữa. Đó. Rồi mấy ông nên nhớ nè, ta 3 tuổi nè, là 3000 năm, 1 tuổi 1000 năm, 2 tuổi 2000 năm, mà 5 tuổi mấy ông biết bao nhiêu ngàn năm này không? Mà mấy ông dám làm việc người ta. Đụng mấy ông lại người ta đi. Còn mấy ông bị bà cố quấn gãy cổ á. Chú làm vậy rồi nó thiệt là chú khuyên một hầu chú nói rồi vô chát bắt tay mừng gỡ chú cười. Chú chỉ luôn cái đường tu hành. Thường thường mấy người có bên phép đó là không có được tu gì nhiều lắm á. Chú ba lo đi vòng vòng đi kiếm người trị bệnh cho người ta không đó. Kiếm người trị bệnh chứ không đi luyện thiên linh. Cho chuyện của chú làm thánh thần với đất đai của quyền biết thôi chứ cái đời không ai biết chú đâu. Vậy thôi chú ba, nghe đến đây cũng diện kiến chú ba là để chú ba chia sẻ những cái video này để cho nó hay, mà thấy hay lắm đó chú ba. Cái im đó, nếu mà những vị khán giả mà xem được cái clip này thì chú ba rất là ok. Quá vậy.
mà chú ba sao bây giờ bữa nay là chú ba nói chứ chú ba không còn muốn nói gì nữa trên, bởi vì để tâm yên lặng đặng chú ba dâng hương chú ba tịnh đặng tịnh tâm hả chú ba, tịnh tâm đặng cháu chú ba gì làm việc. Dạ cháu cũng xin cảm ơn chú ba luôn chú ba ơi. Dạ thôi xin chào cháu, bây giờ giáo lý ông không cho chú nói mà chú còn nhắc từ khúc nữa.